Beatmaster tầm thời điểm hiện tại thì gần như là mình thấy trận nào cũng bị ban đi rồi. Khá là khó để có thể lộ ra được con Beatmaster để pick, và bây giờ mà pick vào offlane. Đối phương là Kunkka, là Dragon Knight, Queen of Pain bên và cả Phoenix. Lựa chọn của con offlane cần có thêm cái lượng đam đến từ vị trí của cả offlane nữa, khi mà lượng khống chế của họ gần như là đã quá đủ rồi. Mass Spark Earthshaker và cả vị trí của con NP nữa. Nhưng mà đối phương nhiều hero strength như thế này, một con Slug liệu có đẹp không nhỉ? Một con Slug cho cái đội hình này, đẩy NP đi mid, Park có thể đi support 4, Mass đánh ở vị trí offlane. Vẫn đang suy nghĩ à? Vẫn đang suy nghĩ rất nhiều đấy, thì các thành viên phía Sparky Arrow. Thực ra họ thì không muốn thua 2-0. Họ còn thời gian, họ vẫn đang tận dụng cái khoảng thời gian đấy để có thể đưa ra một quyết định hợp lý nhất. Đó là TB rồi. TB. God King cầm TB. Thấy chưa anh bảo rồi. Red Panda cầm Mass. Mass sắp 5 mà. Team này anh biết là họ sẽ đánh Mass sắp 5. Nhưng mà anh thấy thì một con Mass nó hợp đi ở NP hơn. Chứ đi ở TB thì chưa biết là sẽ bảo kê như thế nào. OP God sẽ cầm cho mình con NP offlane. Flix CL3 thì sẽ cầm Earthshaker ở vị trí support số 4. Và DD sẽ cầm Park ở vị trí đi mid thôi. Còn về phần của Radar Network thì sao? September, Phượng Hoàng, Flywin, Queen of Pain. Sắp 5 là ai nhỉ? Super đúng không? Super. Bên Monet sẽ cầm đi cây carry. Và Setsu sẽ cầm một con Kuka đi mid. Đây rồi, một cái line up mà các thành viên bên phía Sparking Arrow có cho mình một con carry ở cái lượt pick cuối để đảm bảo cái lượng đam để chơi với cả các thành viên bên phía IG về tầm hôm qua thì kia. Anh đã thấy TB của anh chàng God King rồi, farm rất nhanh. Trận đấu đấy thua thì có lẽ là do anh chàng God King anh ta lên đổ lỗi thôi. Lên một cái Hurricane Buy khá là phí phạm ở cái món đồ thứ 3. Anh ta giàu lắm. Manta sớm rồi thì có thêm cái gì nữa anh không nhớ lắm, nhưng sau đó anh ta giàu, anh ta lên một cái Hurricane Buy không để làm gì cả, nó lại bị phí bên tiền. Đúng rồi, thế mà nếu mà mới đầu mà có một cái đồng online anh ta lên sớm đi thì sau đó Hurricane Buy thì ok, nhưng mà anh ta không mất đồng nào, anh ta bỏ thẳng ra để lên một cái Hurricane Buy thì nó phí quá. Đúng phí, và anh ta không đủ tăng khi mà dính một cái lồng của voi. Với lên game tuy là full đồ đấy nhưng mà vẫn là toang với cả con voi. Lên một cái Hurricane Pie thì gần như là chỉ đánh nhau được ở trong cái dạng khi mà anh ta quá form thôi. Còn cái lúc không có form thì gần như TB là xanh lá cây. Không biết là cái Akana này màu mè là gì đây. Champion Green. Champion Green là cái game của TI2 thì phải. Màu của TI2 nếu mà anh không nhầm cũng được. Nói chung là một cái game cũng khá đẹp. Anh khá là yêu thích màu xanh lá cây. Trông nó cũng huyền ảo hơn và trong một cái tựa game mà. Ôi, TB mua đồ đi anh ơi, người có 3 tango này. Ring bây giờ giảm giá khá là sâu, thành ra là có thể cầm để đi len. Người ta lại bán đi rồi. Tăng cái lượng người ghen, chủ động bán đi rồi. Đến từ vị trí của TB, anh ta lên cho mình gì đây? Không lên thẳng cho mình, đó là một cái red bên. Lên chưa mua một cái dìu. Cơ bản là ở cái quay clip đầu tiên thì anh ta sẽ hóa form. Đúng rồi. Thế nên là chưa cần dìu. Sau đó mới mua dìu sau. Ô, hay đấy. Anh em có thể học hỏi anh chàng TB. Rõ ràng là ở cái quay clip đầu tiên và quay clip thứ hai là có form rồi. Có form sẽ là tay dài, dìu sẽ không có nút quá nhiều, 6% thì phải mới búp lên. Đúng rồi, 5% đam, 5 đam đến 6 đam, không quá nhiều. Thì chưa cần dìu vội. Mua cho mình một vài đồ tăng start đi để lát thích chuẩn. Lúc đó thì khi mà hết cái form thì cái dìu ra là vừa. Ở đây thì sao? Bị slow lại rồi. Và đúng là cái con Mass này tuy là sắp 5 nhưng sẽ là đi cả NP thôi. Một cái len công và TB đi của mình nữa không? Chắc chắn là sẽ có di chuyển ra ở đây, sờ lâu lại vào bên. Hơi thấp máu, có lá cần không có lá cần thì chết rồi. Gần như là một mình Red Panda solo kill luôn. Khi mà anh ta có cho mình viên ngọc slow, cũng như là cái vảy khiên này cũng là slow đối phương rồi. Đúng rồi. Slow khá nhiều đấy, 40% à. Và trong tình huống đấy khi mà NP thì anh ta không thể đẩy hai con đệ lên và block được đối phương được. Nhưng mà Matt sẽ đã làm quá tốt rồi. Matt làm hết. Matt sắp 5 được đấy nhỉ. Anh phải nghiên cứu cái này ở vị trí support số 5 được. Anh cũng hay đánh support đúng không? Em tưởng anh cũng hay đánh carry chứ. Dạo này anh ít chơi support rồi. Dạo này anh đánh support ngáo lắm. Thế không biết làm gì luôn. Bull không biết bull lúc nào.
sở tách thì cũng gọi là phạt quên, phát được phát không. Đúng rồi, nói chung là tuy là tôi sinh ra ở support anh em ạ, tôi là chạy hát thời đỉnh cao nhất thì là đánh support, nhưng bây giờ tôi quên mất cách đánh support rồi, tôi bây giờ toàn đánh co thôi. Đánh support phải để ý quá nhiều, bây giờ mệt thì tập trung farm, đồng đội bảo kê thì là sướng nhất. Thậm chí bây giờ anh còn đam mê đi mid, đi mid cho dễ, một đấu một thôi. Đấu một thôi đúng không? Và khi mà kiểu ban pick mà mình đã pick tốt rồi thì đối phương cũng nói chung là mình chỉ cần gọi là pick tốt thôi, đi mid sẽ là dễ hòa để thắng, không thua được, kiểu gì cũng hòa. Nào và bây giờ bên phía các thành viên phía ING, họ mất cho mình một cái first blood vào tay của Sparking Arrow rồi, và con TB thì nó vẫn đang có khả năng farm khá là tốt trên một clan top này. 6 creep last hit được và deny 2. Clan mid thì Setsu cũng như cả vị trí của DD gần như là một cái kèo đang là khá là có lợi để cho vị trí Setsu, và anh ta last hit được nhiều hơn rõ ràng rồi. Con Kuka à hay sử dụng cái face shield để có thể né cái tình huống chém nước. Kuka đừng có to, ok. Khá hay, mặc dù bây giờ cái Bracer cũng như là mấy cái item khởi đầu ấy, nó đã bị giảm một yếu chút đi, về start đúng rồi. Đúng. Thật ra thì lên 1-2 cái thì vẫn được. Lên 1-2 cái thì nghe nó vẫn là ổn hơn. Có cái meta thì những cái đấy gọi là hàng hot luôn, ông nào phải là 4 cái. Kiểu carry phải là 4 cái mặt Agri. Và hy vọng là đến cái đồ dừng tay ở 2 thì nhặt được cái gì nhỉ? Cái Brace. Vambrace. Vambrace, bởi vì đời đấy là nó vẫn ghép được hai cái món đồ cơ bản. Đúng rồi, đúng rồi. Để cho đấy, đấy là nó lại là uy tín luôn đấy. Bây giờ thì giảm bớt sức mạnh rồi. Nào và khi mà các thành viên bên phía ING đang cố gắng farm thế này thì Raygun này ta sẽ không gặp quá nhiều khó chịu đến từ vị trí của một con NP đâu. Khi NP thì khả năng là cố gắng deny, anh ta sẽ có lợi thế một chút khi có những con đệ rồi. Chứ bắn nó là DK, mất thời gian. Tập trung farm sẽ tốt hơn. Setsu đang mất khá nhiều bình máu to trước một con bắc rồi. Anh ta cần phải có cho mình level 4 cũng như là farm đủ tiền một cái bottle đi, ích bản thân mình lại, TB về và liên tục có dí vào cái bottle để sạc lại lượng mana và máu là ok nhất. Đúng rồi. Phần nào thì anh ta chỉ cần trụ len tốt trước một con bắc thôi. Giờ thật sự anh em là nghe tiếng quỷ ở bên quất roi nghe đam mê đấy, đánh đạch nghe được đấy anh em ạ. Ultimate một cái thì trông cực kỳ đẹp, em chưa thấy player nào họ có cho mình cái form thứ hai của anh. Hôm nay có một trận đấu, trận anh cắt game 1 thì là có một ông có rồi. Trận đấy là trận đấy là team LGD gặp team Ehome, hình như là Ehome có thì phải. Ehome hay là LGD không nhớ rõ lắm, nhưng mà màu xanh này là cây à, xanh nước biển. Trận đấy là QNP thắng hay thua ấy? Thua thì phải. Nhưng mà thua thì là LGD. Nó giống với cả màu con VS quá, nó trông giống lắm đấy em ạ. Nó chỉ khác mỗi là cái cánh của cái con QNP Style 2 thì nó xòe rộng ra hơn. Thực tế thì hai con hero này sau khi mà làm lại QNP thì Veil cũng đang hơi có lẽ là lười vẽ, lười làm mô đồ lại chăng. Ở đây thì Flix Xeo 3 cũng phải tính với chết hết với cả bên. Tâm thời điểm đầu game chết hết với bên thì quá khó rồi. Một cái sự lựa chọn cực kỳ khó là kiểu gì Azaker mà anh ta bị mất cái lượng máu chắc chắn là sẽ nhiều hơn rồi. Một plan mid này sẽ xúc ích lại vị trí của DD và đây sẽ chứ set tap bờ anh ta đuổi lên DD. Lại là một lần nữa khi mà support của các thành viên phía AG. Trận gì trước thì tốt, là Sparking Arrow, trận này thì AG đúng rồi. Cứ là cái run đầu tiên thì họ sẽ có mặt để giúp tôi ở đây. TB bị bắt vào, deny được không? Không deny được. Anh chàng Red Vanda di chuyển ra quá chậm. Và đấy thì tôi chỉ chờ đợi là bên phía của team sẽ bắt ra đầu deny được TB thôi, chứ không cứu được con TB này nữa rồi. Hồ Phương cứu chữa thấy thuốc bó tay rồi. Những cái đốt đến từ Fire Spirit cộng thêm lượn thì có đất đai, và đó là những cái độc đến từ Silent Strike nữa. Quá nhiều lượng đam dồn vào, và bây giờ thậm chí cả Red Panda cũng đang gặp nguy hiểm đây. Vẫn còn hiệu ứng độc của Queen of Pain trên người, nhưng không, anh ta vẫn sẽ về được thôi. Lượng máu thương binh dạng 9 trên 10 như thế này rồi thì Red Panda sẽ khá khổ đây. Vâng, anh em có góp ý là ban lấy bạn Hoàng thì nói lắp các thứ. Bạn đấy thì mới anh em ạ, thành ra là chắc còn đang run chưa quen lắm. Anh em phải để cho người ta thời gian để mà học hỏi một tí anh ạ. Tôi thì mới đầu thì cũng gọi là dở hơi mà. Cũng đỡ. Nhưng mà cũng phải từ từ anh em ạ. Tất nhiên thì sẽ là cố gắng là càng gọi là bro nhanh, càng nhanh càng tốt, cũng không thể để chậm quá. Nhưng mà anh em thông cảm để cho bạn đấy một vài tuần đi. Một vài tuần. Ơ, mình hiểu đấy là cái góp ý, hợp lý. Cần góp ý, chính xác.
Nhưng mà anh em cũng phải gọi là thư thư cho bạn đấy vài tuần để gọi là làm quen với môi trường mới, cải thiện sức mạnh, làm chủ bản thân. Ngày xưa tôi có biết nói gì đâu, bây giờ chém gió thành thần. Công việc caster thay đổi anh Hiếu khá nhiều đúng không? Chả thấy là sao. Bây giờ lại còn có gọi là quả chạn. Em xin chạn là cái quả gì chạn ba vẩn. Xong công việc ai cũng xuống với chạn rồi anh ạ. Không em ơi. Đảm đây rồi một tình huống x lại và bắt anh ta không né được rồi. Anh ta né được cái đam của cái tàu nhưng mà vẫn dính cái tàu rừng. Và anh ta sẽ chết, nhưng mà trước đó thì anh ta đã lấy được con gà của September. Gà bây giờ thì không còn cho quá nhiều tiền, nhưng mà tầm thời điểm đầu game thì vẫn sẽ là lượng gold cơ bản 35 tiền. Anh ta mất cho mình một mạng và tay mid hero của đối phương. Trên này thì TB anh ta đã di chuyển trong rừng rồi. Pinland gặp quá nhiều sự khổ sở đối với một con Queen of Pain cũng như là cả một con Phượng nữa. Phượng tiếp tục lao vào rừng để quấy rầy vị trí TB. Lượng nào nào không được nha. Người ta biến hình rồi thì thôi, cũng phải nhường nhịn một chút và ăn được con gà hay. Và anh ta sẽ hồi được lượng máu của mình khi mà đang có cho mình cái giày máu rồi. Mình hiểu bạn Chí Nguyễn ạ, góp ý mình sẽ gọi là truyền lại cái sự góp ý của bạn dành cho anh chàng Hoàng mới đấy. À, đệ tử mới của anh Hiếu. Và đây thì có một tình huống coi lại một Queen of Pain trông đã rất tuyệt vọng ở đây, thêm một giáo vào. Không đó. Muốn Black coi cũng phải Black khi đúng có rồi. Con mát ở đó. Bên thì sao, dính Fixture nhưng anh ta đã du ngủ mát, không thể lùi về được. Mát thì đã dùng giáo trước đó để mà confirm cái mạng của Queen of Pain rồi. Tiếp tục quấy quả vào vị trí của Terror Blade. Nhưng bây giờ thì xét thêm yếu máu lắm rồi. Bát kết liễu anh ta. Đấy là pha bát. Đúng rồi. Nghe quả tiếng thôi là đã khác rồi. Nếu không bát thì phải là 2 hit. Nếu bát thì sẽ chỉ là một hit đấm duy nhất mà thôi. Rosan cũng tương đối cục đấy. Bây giờ thì OP anh ta di chuyển xuống bot. Khi mà DK đã hết form rồng. Trước đó DK có form rồng thì NP sẽ không phải là đối thủ. À, hết form rồng thì NP vẫn có thể đứng lane để có thể farm cũng như là bảo vệ cái trụ này. À, thực sự thì cả vị trí Dragonite và cả vị trí của NP anh thật đã có cho mình những cái lượng lát hit và deny trông nó rất mát mắt. Một con Dragonite farm 45, deny 14 con creep và một con NP deny tận 22 con creep liền. Và cái land này thì gần như là đang hòa, nhưng OP God anh ta đang yếu hơn phần nào ấy. Vòng sau vị trí thuyền trưởng Kunka rồi, đây rồi, bắt vào lại anh ơi. Có ích hay không? Ích lại, lại. Thả cái tàu to, cái rừng lên. OP God. Ồ, anh ta rất trâu bò đây, vẫn có thể chống chịu được thêm và vị trí của Flex Shell Bạt tới rồi. Anh ta có thể hỗ trợ cho người đồng và OP God anh ta sẽ về thành công thôi. Về được. Về được với sơ tích và một cái giày để hệ sơ trang. Đúng rồi. Một cái bao cheat để hệ sơ trang. Cũng phải có sự backup của Saker nữa. Cảm giác như combo như vậy rồi mà Lam không đủ nhỉ. NP khá cứng cáp, quan trọng là lúc đấy là anh ta đang đứng ở trụ 2. Đúng rồi, trụ 2 thì bo đút khá là nhiều giáp, hợp lý. Thành ra là cái lượng đam đến từ chém tay của Kunka là không quá nhiều. Ở đấy thì không có creep, Kunka không thể chém creep và lan sang thì sẽ là mất nhiều máu hơn. Trong khi đó thì Queen of Pain lại một lượng chết ở trên top với cái combo của Bắc cũng như là anh chàng Mass rồi. Dream Coil và Black Coil ra thì Queen of Pain không chịu nổi, rất là mỏng manh ở giai đoạn early game. Bây giờ thì Monet có form rồng và anh ta đang gây khó chịu ở khu mid này. Và ở đâu đó thì bên chết rồi. Và TB cũng đã di chuyển ra để đếm. Vâng, Sparking Arrow họ đang giữ trụ cực kỳ tốt. Và cứ lượng như thế này đi, để cho TB farm. Tầm này TB chưa phải là thời điểm thích hợp để TB đánh thể đánh nhau. Farm nhiều đi, farm càng nhiều càng tốt. Manta đã tính tiếp. Không có Manta thì cứ gọi là farm thôi. Từ từ trốn trong rừng đã. Chính xác. Chưa cần phải xuất đầu lộ diện làm gì cả khi mà tầm thời điểm đầu game các thành viên phía A Diệu đánh nhau rất khỏe. Và cái combo mà Dream Coil với cả cái giáo này Black Coil thì nó bệnh lắm anh ạ. Nhiều đam lắm thật ra. Con kia bên thì không chịu nổi là chính xác thôi. Bây giờ mà anh ta muốn chịu được thì mình nghĩ là phải cheat sở trang. Xong rồi thêm cả một cái giọt nước đi. Defuse lên rốt thì may ra. Đúng rồi. May ra thôi anh nghĩ là. Khi là mặc thêm cái áo mưa vào cho nó cẩn thận. Áo thì mưa lúc đấy. Thôi đầu tư nhiều quá. Đầu tư hơi nhiều. Thế thì mà áo mưa giờ giảm giá rồi mà anh. Ờ nhỉ. Đấy. Ừ. Đầu tư tạm tính được. Cái áo mưa con đúng không? Đúng rồi, cái áo mưa con. Tạm cái áo mưa gọi là che bên trên thôi. Đỡ đỡ được tí. Nào bây giờ thì OP God chói September lại nhưng không sao cả. September vẫn sẽ chờ vỡ cây và di chuyển về thôi. Chứ không có gì quá khó khăn cả. Bên phía Sparking Arrow, cái lợi thế của họ ở tầm thời điểm hiện tại đó là một con TB chắc chắn là đang farm đầu bằng Network thôi. 4.600 tiền trên người. Ôi, tuy nhiên thì ngay phía sau TB thôi. Trận đấu này thì Network của các thành viên Core thì bám nhau khá sát. Khoảng cách từ cái con
Park đến con TB cũng là lớn đấy, nhưng mà mấy cái ông ở gọi là 3-4-5 là khá giật nhau này. 4K6, 4K3, 4K cũng chỉ lệch nhau khoảng 300 thôi. Không quá nhiều. Trận đấu này thì có NP thì một lối bùi khác rồi. Đây là NP of Land, anh ta đang lên cho mình cái ơn. Trận đấu không này phải là Orchid nữa. Em nghĩ là một cái ơn và một cái vessel khá là cần thiết để giết con đời gần này. Đúng, dí vào DK. Quan trọng là cũng sẽ làm cho khả năng hưu máu từ cái kho của con Phượng Hoàng giảm đi nữa. Và bây giờ ôi nhạc kê mở đấu trường ra du ngủ bóp cổ và có thuyền lao tới, chắc chắn là vị trí của bên anh ta không chết đâu, bởi con thuyền này có thể đi lây đam được. Và một cú sonic wave đôi nhưng ta lại kịp đổi máu, quá lỗi rồi trong tình huống như thế này. Và lao tới đến từ vị trí Berserker, những cầu màu đen có mặt đây tiếp tục xả đạn vào đầu Berserker, và đó lại là một mạng dành cho các thành viên phía ING. Thiếu một chút đam khi mà cái ăn não của cái con bên mới chỉ là 3 điểm thôi. Tuy nhiên thì chỉ có một mình con TB có thể lùi về, còn lại thì các thành viên bên phía Sparking Arrow thì gần như là chết hết. Bắc thì sao, vừa lấy được mạng của anh chàng Kunga, và Bắc này thì có cho mình một cái Arcane Rune, không thể lấy thêm mạng của bên. Và combat mà người lỗi đầu tiên là thuộc về Mát. Bây giờ anh ta comeback rồi, sóng lao vào, lượng đam phép dồn vào DK đang là tương đối nhiều, chưa đủ. Bắc thì không dám ọp lên phía trước. Thế này thì đã có coi rồi, coi lại, sử dụng combo và sẽ chết thôi. NB bay ra được với cái skill 2 của mình và sẽ dùng ơn để mà giết nốt cái anh chàng bên này không. À, Kunga cũng đến rồi, một trận đấu mà hai team đánh nhau rất là nhiều. Xong rồi, Bắc bỏ đi thì thôi. NB đứng lại đây một mình ngủ không? Có ngủ không? Không ngủ mà Bắc không đi được vì dính cho mình một cái X. Và người chết lại là Bắc. Và NB lại về được. Anh cứ tưởng là Bắc là té mất cơ. Và ông NB sẽ bị chết. Nhưng mà không. Câu chuyện là ngược lại anh em ạ. Người được chọn lại là Bắc, người bị X lại. Và đây thì God King anh ta đang hưởng lợi từ cái phát combat này bằng cái việc là anh ta có quá nhiều khoảng trống để farm. Vâng, một combat mà đúng là TB anh ta ú hồn đấy. Ăn một Sonic Wave, ăn một cái skill 2 của con bên là máu khoảng độ 50. Anh ta vẫn kịp đổi máu. Và tất nhiên thì khi mà anh ta đổi máu thì cái lượng máu đối phương không thể giảm xuống 50 được, nó cũng có cái lượng máu tối thiểu mà đối phương nhận được. Chứ bây giờ mà đổi máu đổi phát đối phương 50 máu thì ngon quá. Hát xì hơi cái nữa chết một người. Và thực sự thì có lẽ là mua Agana phần nào búp sức mạnh cái QDP. Em thấy quả hét nó lực rất đẹp nữa. Nó lực vừa lực vừa đẹp. Nó bây giờ thì hiệu ứng hình ảnh của Dota nó hơi nhiều một tí. Ở đấy sờ lâu lại. Và DK thì không dí vào để có thể sờ tăn rồi. Và Flexia 3 để anh ta có thể lùi về mà thôi. Tôi nghe tiếng Black Coin ở đâu đó thì phải. Robot thì đang có đấm nhau rồi nhưng có vẻ như là Flywheel cũng như là cảm giác à, không phải rồi. Anh tưởng đấy không phải tiếng Black Coin mà là tiếng con QRP nó quất roi. Nghe rồi. nhầm. Nào quay lại chiến trường khu vực lane mid đây rồi, một tình huống mở lồng ra chỉ để cản bước tiến các thành viên phía IG thôi. Bonnet một đi vòng lồng đấy, bắt được không? Coi lại đang bị slow và sẽ là thêm một cái stun vào đầu, có đặt nước và đó là cái chết thôi. Vâng, Bắc chưa coi để mà giữ chân đi cây cứu người đồng đội của mình. Không sao, một con mass sắp bao số 5 rồi, anh ta cũng đã dùng ulti rồi thì chết không thành vấn đề gì cả. TV đang lên cho mình xong tiếng ở đây. Bắc bị bóp cổ chắc chắn là chết, một bóp cổ một thả tàu thì sống làm sao nổi. Tận dụng cái form rồng thời gian còn lại và sẽ harass cho mình cái trụ 2, cái máu của trụ 2 rồi. Ăn tầm này thì hơi khó. Đúng rồi. Ăn được thì là ngon. Cướp luôn outbot. Thế là họ có một khoảng sai nhỏ nhỏ trong rừng đối phương. Có một chỗ để có thể TP. Và phút thứ 20 lại có cả XP nữa. Và ăn thì tương đối khó. Đi cây carry thì sẽ là bùi đam. Người ta lựa chọn cho mình cái Shadow Blade đầu tiên. Sau đó sẽ là BKB. Cái đấu này gậy xanh thì không cần thiết lắm. Đối thủ của anh ta là TB, là hero mà đánh theo đường năm tay. Đúng cái gậy xanh thì chỉ tăng kháng phép là nhiều thôi. Bắn sợ lâu hơn nhưng mà không có đam thì cũng chả ăn thua. Sau một cái BKB thì anh nghĩ là AC dường như Kika cũng được nữa thôi. Tập trung trước vào tình huống này khi bên anh ta đang bắt lại ở đây rồi. Có fix chua cản đường nhưng mà TB đã xuất hiện. Và các thành viên bên phía ở Royal Network phải chạy rồi. Con TB không còn nhiều mana. Nhưng mà nhìn thấy cũng là lực đấy, cũng phải lùi về. Flywin anh ta có một tình huống muốn di chuyển vào nhưng mà có vẻ là các thành viên đến phía Sparky Arrow họ lùi về rồi. Nếu mà họ đuổi cố lên thì tình huống vừa rồi Queen of Pain ít nhất có thể là làm được hai mạng. Level 11 trên người Queen of Pain rồi, hướng tới lên cho mình level 12 và Orchid. Một cái item khá là hợp lý để có thể khống chế con TB không cho nó đổi máu. TB thì hơi khó, anh nghĩ là bỏ qua TB đi.
bắt vào người bắc biển đi. Earthshaker sẽ lại hơn. Orchid của ai đây? Orchid của Kunka. Hôm qua cũng đã có người lên Orchid cho Kunka rồi. Anh đang hơi phân vân về cái món đồ này dành cho Kunka như nào nhỉ? Hai cái Orchid có đam, có Intel, nhưng mà Intel cho Kunka thì hai cái Intel cơ bản là cái mod này nó mới được giảm giá 4 lốp, thành ra là lên rất là rẻ. Thì hơi lãng phí khi mà 20 Intel kia gần như chả tác dụng gì với Kunka. Đam thì đã được này. Attack Speed thì Kunka chẳng cần lắm. Anh ta chơi bằng chém nước mà. Hơi. Nhưng mà QWP đã lên rồi mà Kunka cũng Orchid. Em nghĩ là một cái Silver Edge đi còn hợp lý hơn so cho một con Kunka tầm thời điểm hiện tại. Một cái Silver Edge có Eco khá là ổn. Và tiền thì nó cũng không quá đắt cho Attack Speed, cho Đam, chém Break Passive. Và thực ra trong trận đấu này thì Passive đối phương không có gì quá mạnh thì thôi. Anh nghĩ là Haven Harvest đi, ví là mồm của TB, anh ta tăng đi, đánh theo cái con ca cũ thôi, Haven Harvest. AC, BKB, gậy xanh, nghe chữ vẫn là hay hơn, cả một cái Orchid. Orchid này thì có vẻ là đang hơi lãng phí cho vị trí của Setsu, nhưng không sao cả, anh ta có lượng máu đủ để tanh và có một cái Orchid. Nào và bây giờ, tiếp tục quay trở lại với cả game đấu khi mà tỷ số thì đang cần chặt chặt vào đây. Tiếp tục vào rồi lại là vị trí của bên, nhưng bên không hề chết đây. Tiếp tục được cò vào hồi máu. Brain Sam dù ngủ lại vị trí của Matt ở ngoài thì God King đang muốn bắn vào, nhưng bên anh ta không thèm chết luôn. Một con thuyền lao tới và bên đang có một cái bóng đuổi theo. Bên đã phải nằm lại rồi, nhưng đó là trả giá bằng 2 kill. Bây giờ thì chạy đi đâu đây, Red Panda vẫn có thể về được. Earthshaker thì anh ta đã nằm lại rồi. Tiếp tục là OP God và thôi xong rồi. Bonnet có một tình huống trên start thêm vào. Và đó là mạng anh cho vị trí của Monet. Vâng, TB anh ta di chuyển ra combat, nhưng mà Queen of Pain đã dình từ trước đó rồi. Một Orchid, một Sonic Wave là chết thôi. Bên thật sự là đang làm quá tốt. Và chính xác hơn phải là cái anh chàng mát dựng lồng lên như phóng giáo hơi trượt và làm cho cái thời gian giết con bên nó mất thời gian quá. Và các thành viên bên phía Royal Nightmap có thể di chuyển ra để back up. Và cái phần nào thì em thấy September anh ta di chuyển hay. Thực sự lúc nào anh ta cũng có mặt kịp thời để có thể khò máu lại cho bên rồi. Và Kunka thì Setsu anh ta có đủ thời gian để phi ra một cái thuyền, câu kéo rất nhiều thời gian. Thượng Hoàng thì đang lên cho mình một cái Shiva rồi. Một món đồ được búp. Cái meta này là lại combo vào người của anh chàng TB thôi. Có hai cái Orchid nha. Hai cái Orchid mà. Có lẽ là không sử dụng cái Orchid còn lại rồi. Và bây giờ thì đổi được máu Setsu. Anh ta có không về được trong tình huống này. Hai cái Orchid Queen of Pain cũng có. Sao không dùng nhỉ? Trước đó là cái Orchid của đây, Kunka dùng thôi. Còn không dùng cái Orchid của Queen of Pain và làm cho cái con TB đổi được kịp cái lượng máu. Hình như là cái Orchid của Queen of Pain anh nghĩ là đang cooldown thôi. Chứ nếu mà đấy là hết mana. Bởi vì cái lượng mana của Queen of Pain lúc đó thanh mana rất thấp. Orchid thì tốn tận 100 mana. Đúng rồi, có thể. Anh ta có lẽ nếu mà là hai Orchid dí vào thì chắc chắn là con TB sẽ chết. Đúng rồi. Tự nhiên anh ta đổi máu được và thành ra lật kèo ở trong cái pha combat vừa rồi. Và Kunka là người phải lên bảng điểm số. 5k net change ở tầm thời điểm phút thứ 13. Và có lẽ đến từ Phoenix cũng như là cả vị trí Queen of Pain khá nhiều. Khi mà Queen of Pain thì xanh hơn một con Bắc và Phoenix thì chắc chắn là có lượng network chênh đến 2.000 so với gọi Earthshaker. Game vẫn đang gọi là và lần đấy, này anh thì nghĩ là không quay về được rồi. TB anh ta sẽ bị bóp cổ lần này chết thì khác đây. Rồi này thế ra không cần nữa rồi lâu. TB chết thì mình bảo là cân bởi vì anh chàng TB vẫn đang giàu, vẫn có thể gọi là nếu mà TB giàu thì có thể gọi là chấp được khoảng độ 2 đến 3 người của đối phương. Nhưng mà TB mà chết thì chắc chắn là network anh ta sẽ bị chững lại và sẽ khó đánh hơn rất là nhiều. Phượng Hoàng lên Shiva, một món đồ được búp. Bây giờ Shiva sẽ có hiệu ứng giảm hồi máu giống như cái vé số cũ. Và Phượng Hoàng lên món đồ này là hợp lý rồi. Bây giờ Flywheel. Anh ta bị búp vào, có một cái lồng được mở ra ngay lập tức. Earthshaker bị stun và Blink ra được, không thể nhổ vào trong lồng được. Nhưng đó là một cú hết Sonic Wave và tiếp tục là mạng của NP sẽ phải đi thôi. Phượng Hoàng up cho mình quả trứng đây. Monet không quá bận tâm và bây giờ anh ta chơi tiếp với chị của Park. Anh có bay đi đâu thì vẫn sẽ là một cú stun đến từ quả trứng thôi. Đẩy ngược giáo lại nhưng Monet anh ta hướng tới cho mình cái trụ hai. Bên phía của Spark Arrow họ đã combat khi mà thiếu skin quá, không có Dream Coin, không có Echo mà họ lại muốn ăn vào một con kia bên và họ đã thất bại rồi. Thật sự thì rõ ràng là không có skin, không có TB thì làm sao có bắt được. Thà là mất đi cái trụ 2 thì còn tốt hơn. Bây giờ vừa mất trụ 2 lại mất thêm 2 người. Echo không có, đợt đêm qua không có thì lấy gì giữ chân QWP. Cái lượng đam dồn vào là không đủ và QWP đơn giản là anh ta blink ra thôi. Cảm giác như là Sparking Arrow họ vẫn đang bị
vội vàng quá. Có lẽ là tuổi trẻ hơi nông nổi anh ạ. Tuổi trẻ chưa trải sự đời. Mới thi đấu được gọi là 1-2 năm, gặp những đàn anh đàn chị cứng tay hơn. Có lẽ là phần nào thì trong cái giải đấu Epic thì các thành viên phía Sparking Arrow họ cũng có một phần may mắn và cái lối chơi của họ nó mới quá. Các thành viên phía team Trung Quốc chưa kịp thích nghi cái lối chơi trẻ như thế. Bây giờ thì có lẽ là sau khi mà một cái giải đấu mà để có thể Sparking là update rồi. Tức là Sparking Arrow họ vô địch là vẫn ở cái meta trước đúng không? Đúng rồi, meta mới rồi. Tất nhiên thì hero không thay đổi gì nhưng mà về đồ đạc đây, cam rừng, map cũng có thay đổi, những farm quái cũng có thay đổi, cách tính gọi là tiền khi giết người, cách tính tiền khi acid nó cũng thay đổi, làm cho game đấu nó có thay đổi rất là nhiều. Bây giờ thì vị trí của Monet có cho mình level 16 trên người, anh ta đã hoàn thành xong cho mình DQ rồi. Trận này sẽ có một cái cầm đánh lên trên người của Monet, nhưng có vẻ là lên trên người một con Dragon Knight hợp lý. 16-11 và vị trí của God King thì gần như nãy giờ anh ta không được chơi điện tử, được một phát là đối phương dồn nó kít lỗi thì anh ta đổi máu giết được Kuka, sau đó bị bóp cổ bóp kiểng mà gọi là chết nhăn hết cả mặt. Sắp hướng tới cho mình cái BKB rồi, thiếu một chút nữa thôi, khoảng 500 tiền nữa. Bây giờ đừng để bị bắt ở đây. Và Setsu, anh ta đã nhìn thấy hướng cái bóng di chuyển rồi. Trông rất giống là God King sẽ chết đây khi mà có tận 2 cái Orchid để có thể dí vào người của God King. Và bây giờ thì anh ta về đâu đây, thuyền lao tới, tiếp tục là có cả bên đây. Ôi. Lại thêm cái uống sai lần nữa và bây giờ thì ấp trứng ngay trên đầu của Obigod. Obigod anh ta bị đốt quá đau và cái lượng đạp đến từ 3 người. Sẽ tiễn Obigod lên bảng điểm số thôi và hai người lên bảng điểm số rồi. Hai core hero vô cùng quan trọng, bây giờ họ sẽ đỡ kiểu gì đây? TB của chúng tôi không được chơi điện tử. Liên tục là những cái Orchid dí vào đầu khi mà TB chưa thể hoàn thành cho mình một cái BKB. Toàn đấy. TV này toang anh em ạ. Xem nào. Ôi vẫn còn thiếu cho mình khoảng độ 600 tiền nữa cơ. Cảm giác thì bây giờ dừng thì mất rồi. Công cuộc và farm 600 tiền này thì nó không phải là đơn giản đâu. Đối phương chiếm hết rừng, bút hết trụ. Khoảng farm bên phía Sparking Arrow sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Outpost cũng mất, level cũng thọt hơn so với đối phương. Kéo đang khá là khó rồi. 23 phút và có lẽ là một game đấu cũng sẽ nhanh so như là game đấu trước thôi. Khi mà các thành viên đây rồi, lại một tình huống combat mở ra và bắt con bên này vì ghét trang khi mà tới 5 người. Bắt con bên mà mất cả ulti của Matt, mất cả form TB, bên thậm chí là super chết, anh ta đang mỉm cười. Con bảo ôi ngon. Đối phương dùng hết đồ rồi anh em ơi. Lao lên vào combat đi, chờ gì nữa. Chờ cái con TB hết form là chiến thôi. Ông làm gì đấy? Ông giơ cái giáo ra sợ ai? Giơ khiên ra của chúng tôi này. Chết ngay. Phòng thủ tiêu cực của chúng tôi này. Có Siva trên người của September rồi. Hiệu ứng Siva đến từ cái book của TI sẽ biến thành màu vàng. Khá đẹp. Cực kỳ đẹp. Và bây giờ thì vị trí của Setsu anh đã có cho mình với BKB rồi. Rất cứng đến từ thuyền trưởng Kunka. Và Park trong tay của DD. Anh ta có những tình huống Dream Coin khá ổn trong từng trận đấu này, nhưng mà không thể kết hợp với cả vị trí của Matt được. Mới đầu là cũng canh tốt, giết được quyền bên một vài mạng. Sau đó thì họ không thể kết hợp được với nhau nữa. Về sau thì khi mà Dream Coin được nhiều người thì có quá nhiều unit để có thể lựa chọn, và Matt thì đi quá nhanh. Lại là bạn à? Ôi, bạn có BKB chưa? Bạn có rồi. Ok, bạn đổi máu được không? Bạn có rồi thì tôi bóp cổ bạn vậy. Chạy, ôi, Sonic Way, đổi máu thôi. Ôi, đổi máu cho đồng đội ạ. Vui đành quá đấy em ạ. Nào mà bây giờ thì TB quay trở lại với cả chiến trường. Anh ta không có form và Monet vào nhổ chết vị trí của TB rồi. Mới mất QDP thôi, nhưng các thành viên vì AZ chắc chắn nó sẽ không từ bỏ đâu. Khi mà con rồng này nó có BKB chặt Fitzer chết rồi. Đam burn đến từ cái hit bắn của DK là đủ. Và đó là Earthshaker sẽ lên bản thôi. Không phải là anh ta vội khi mà đổi máu đồng đội. Đấy là hai cái BKB vàng chóe đến từ Kunka cũng như là QDP. Không đổi được. Không biết là đổi ai. Không rồi. Đổi máu được BKB thì đành phải gọi là dí vào ông đồng đội, gọi là đổi tạm nhờ tí. Nhờ tí là thôi. Hết đổi máu thì bên anh ta vẫn có thể mò đến sử dụng cái bóp cổ để giết con TB này. Phải trộm đã vớt vát được phần nào khi giết được QDP. Và từng đấy là không đủ. Hãy không rồi. Vẫn còn lại Monet và Setsu ở đây và phòng thủ trong vòng 10 giây tới khi mà TB anh ta sẽ sống dậy.
Nào, Monet thì đang được bút cho ơn. Bắn liên tục vào trụ, có giáo đẩy ra nhưng Monet tiếp tục tiến tới. Và cái phong rồng này gần hết rồi, Monet bị lốc lên. TP, TP ra thì ngay lập tức là tàng hình chúa đến từ vị trí của Monet. Bây giờ thì ai bắt được đây, không có detection. Và ai lao tới thì bị du ngủ. Ôi, lao vào quá sớm và NP đi rất nhanh. TP, anh ta nghĩ đến cái chuyện quay đầu nhưng mà bây giờ thì quay đi đâu đây. Bắc Rimcoin một người, God mở cho mình Ultimate lên, muốn bắn vào vị trí của Monet xả. Monet quá trâu để cho God có thể êm vào, mở cho mình hai cái BKB vàng chóe lên God không thể đổi máu. Ba cái BKB rồi và chạy đi đâu đây, đang kiếm người đổi máu, đổi tạm anh ơi, đổi tạm và sắp đổi. Bây giờ thì lại là Silent, tên này không thể đổi máu trong cái tình huống này. Tiếp tục là một trận Twitter tốt, thôi gì để gì làm rồi. Gì đây? Anh nghĩ là gì rồi. Vâng, anh ta bật BKB định đổi máu nhưng đối phương là ba cái BKB vàng chóe, không biết đổi vào ai. Và khi mà anh ta đang giơ tay đổi máu thì BKB lại hết, lại dính thêm vào Alkid. Và một trận đấu mà bên phía của Royal này và các họ sắt đao hoàn toàn cái con TB này. Vâng, tối nay thề là ông TB này gặp ác mộng luôn.